khách mất lái lao xuống ruộng, 4 người bị thương. Sáng 27 tháng 5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên, một xe khách lao xuống ruộng sâu bên đường, làm 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 30 phút tại km 1302+100, chiếc xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 76B00700 do anh Phạm Minh Hiện, 33 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chở 42 hành khách lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi vừa qua khỏi cầu vượt đường sắt thì bỗng dưng xe mất lái, lao xuống ruộng trồng rau bên phải đường. Đám ruộng này thấp hơn mặt đường quốc lộ 1A khoảng 7 mét, nhưng khi chiếc xe lao xuống gặp bùn, lầy nên không bị lật, may mắn không thiệt hại về người. Sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã kịp thời bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh ùn tắc, hỗ trợ chuyển toàn bộ hành khách trên chiếc xe bị tai nạn sang phương tiện khác tiếp tục hành trình. Được biết, khu vực chiếc xe khách bị nạn đã nhiều lần xảy ra những vụ tai nạn khác. Nguyên nhân được cho là do cầu vượt đường sắt Bắc Nam sau khi được đưa vào sử dụng từ 4 năm trước, tại đây có một vòng cua gấp khiến phương tiện dễ bị mất lái dẫn đến tai nạn, đã có nhiều phương tiện đâm vào nhà dân hoặc rơi xuống ruộng. Người miền Tây đón cây cầu 3.000 tỷ kết nối Sài Gòn. Sau gần một thế kỷ đưa người và phương tiện qua sông Tiền, Phà Cao Lãnh sẽ kết thúc sứ mệnh của mình vào năm sau, bởi cây cầu mới bên cạnh sẽ được đưa vào sử dụng ngày 27 tháng 5. Chia tay phà trăm tuổi, đón cầu Cao Lãnh. Kể từ khi cây cầu hoàn thành, có rất nhiều người dân sinh sống xung quanh và những khu vực khác ghé đến để được đặt chân lên cây cầu nhiều mong đợi, tận mắt xem cảnh quan sóng nước. Vào thời điểm xế chiều, cũng là lúc những nhóm người, gia đình, trẻ em quốc bộ, đạp xe, tập thể dục, vừa ngắm công trình mới trước khi cây cầu chỉ cho xe cơ giới lưu thông. Nhà bố mẹ bên cầu, nhưng lâu lâu mới về thăm, nhân dịp cầu khánh thành, mình đưa vợ con lên dạo mát, chiêm ngưỡng cây cầu và ngắm cảnh quê hương từ trên cao mà bấy lâu nay không có dịp. Cây cầu rất đẹp, chúng tôi rất tự hào với công trình hiện đại. Và ý nghĩa này, anh Phan Văn Dầu, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Nhiều bà con hai bên bờ cho biết, họ rất háo hức chờ ngày để qua lại cầu. Họ đã lên kế hoạch, dự định làm ăn, công việc khi giao thông được thuận tiện hơn. Riêng đối với người phụ nữ Nguyễn Thị Mó, ngụ ấp Tân Tịch, xã Tịnh Tới, bà không thể nào kiềm chế được cảm xúc vui mừng khi đặt chân lên cây cầu. Tôi đã đi các cây cầu lớn như cầu Cần Thơ, Mỹ Thuận, nhưng đây là lần đầu tiên đi bộ lên trên này mà lại là chính cây cầu quê hương. Bao nhiêu năm qua, tôi đi lại nhà con gái út ở bên kia sông bằng phà, mất nhiều thời gian. Giờ chỉ cần lên đường dẫn, chạy vụt qua cầu là tới. Người phụ nữ 65 tuổi chia sẻ, sau khi dạo bộ một lượt lên cây cầu mới, có thể được xem là công trình biểu tượng của xứ Hoa Sen Đồng Tháp. Ông Trần Trọng Tuyên, phường 3, thành phố Cao Lãnh thốt lên, lần đầu đi qua cây cầu, tôi có cảm giác lâng lâng, rất sung sướng. Ông chia sẻ, từ khi cây cầu được khởi công, hình thành cho đến nay, bà con hai bên bờ cực kỳ phấn khởi. Ai cũng không ngờ, quê hương mình lại có một cây cầu to đẹp đến thế. Từ nay, ông Tuyên cũng như hàng triệu người dân khác, sẽ đi lại dễ dàng hơn, không còn phải lụy phà như bao năm qua. Việc thông thương hàng hóa sẽ thuận tiện hơn nhiều, kinh tế Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được thúc đẩy nhờ công trình này. Từ nhỏ đến tuổi xế chiều, được chứng kiến sự thay đổi của quê hương, đất nước, với bằng chứng là công trình này, tôi rất tự hào, người đàn ông 65 tuổi bùi ngùi nói. Thông tuyến miền Tây, cùng với cầu Vàng Cống, cầu Cao Lãnh thuộc dự án giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Việc hình thành hai cây cầu này giúp người dân các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ không còn phải sử dụng phà Cao Lãnh và phà Vàng Cống, mất nhiều thời gian như trước. Nằm trong dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, sau khi hoàn thành cây cầu sẽ cùng tuyến N2 hiện hữu, tuyến lộ kẻ rạch sỏi đang thực hiện, hình thành trục dọc thứ nhì bên cạnh quốc lộ 1 từ thành phố Hồ Chí Minh nối các tỉnh Tây Nam Bộ. Dự án cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và củng cố an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cầu Cao Lãnh là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Cầu khởi công vào năm 2013, hợp long vào tháng 9 năm 2017 nhưng không kịp hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2017 như dự kiến.
từ quốc lộ 30 Cao Lãnh. Đường dẫn hình hai cánh cung, nối cầu Cao Lãnh dài hơn 5 km, đã được xây dựng rất khang trang, cho 4 làn xe lưu thông. Trên mặt đường mới thảm nhựa, cũng vừa được kẻ những làn sơn trắng, để phân làn cho xe lưu thông. Tuyến đường nối cầu Cao Lãnh cầu Vàng Cống, dài 21,45 km, đi qua huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, và huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, đã hoàn thiện để kết nối với nhau. Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, nhìn từ trên cao cầu Cao Lãnh, nối thành phố Cao Lãnh, và huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8 km, về phía hạ lưu, và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35 km, về phía thượng lưu. Dự án cầu Cao Lãnh có tổng chiều dài 7,8 km, trong đó cầu dài 2,1 km, còn lại là đường dẫn vào cầu, với tổng vốn đầu tư 6.493 tỷ đồng. Cầu có nhịp chính dài 350 m, bề rộng mặt cầu 24,5 m, có 4 làn xe cơ giới, và 2 làn xe thô sơ. Cầu thiết kế 34 nhịp dẫn, 65 nốt rầm, 128 bó cáp, tháp dây văng hình chữ H, cao 120 m. Vận tốc thiết kế lên đến 80 km/h. Tổng vốn đầu tư của cầu Cao Lãnh khoảng 3.000 tỷ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ABD, và vốn đối ứng của Việt Nam. Chuẩn bị cho lễ thông xe vào chiều ngày 27 tháng 5, những tuyến đường kết nối, những khu vực cách xa cầu, hơn chục cây số, đã được treo băng rôn, phướn quảng bá. Không khí rộn ràng, chuẩn bị ngày khánh thành. Cây cầu hiện đại thứ nhì, bắc qua sông Tiền này, diễn hai bên bờ, nhiều chủ quán ăn, cà phê có vị trí đẹp ngắm cầu. Khẩn trương sửa sang lại, để phục vụ khách. Gần trăm năm nối nhịp hai bờ. Phà Cao Lãnh nằm giữa hai bờ sông Tiền. Đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp, phía bắc thuộc thành phố Cao Lãnh, bờ nam là địa phận huyện Lò Vấp. Đoạn sông nơi đây rộng gần 1 km. Ngược về thượng lưu là vùng Hồng Ngự, Vàm Cống, An Giang, xuôi về hạ lưu là Sa Đéc, Châu Thành và nhiều tỉnh khác. Bến phà này được hình thành vào những năm 1930. Theo tư liệu, tháng 5 năm 1975, tiếp quản cơ sở vật chất và con người của chế độ cũ để lại, phà Cao Lãnh là một đầu mối, phục vụ giao thông của Ty Giao thông Vận tải. Lúc đó, phà có khoảng 25 cán bộ, công nhân viên, có 2 phà 60 tấn, và 1 phà 4G 25 tấn, 1 chiếc trẻ sắt 15 tấn, có ponton bằng xi măng cốt thép, máy móc cũ. Vật tư trang thiết bị phục vụ cho sửa chữa thiếu, và không đồng bộ. Phà cách cầu Cao Lãnh 800 m về phía thượng lưu sông Tiền. Hiện với 7 chiếc phà, mỗi ngày trung bình phà chuyên chở khoảng 15.000 lượt khách qua lại giữa thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Trao đổi với phóng viên báo, ông Nguyễn Hữu Phước, giám đốc bến phà Cao Lãnh cho biết, sau khi cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, phà sẽ được thu gọn lại, chỉ còn 2 chiếc nhỏ, loại 100 tấn và 40 tấn. Theo đó, hai phà này được bố trí để vận chuyển hành khách đi xe máy và đi bộ, theo nguyện vọng của người dân và học sinh, sinh viên hai bên bờ thành phố Cao Lãnh, huyện Lấp Vò. Hơn 30 năm gắn bó, 4 thế hệ lái phà trên sông Tiền. Những ngày cuối, trước khi giảm số lượng phà khi có cầu, tiếng còi phà vẫn vang lên trên sông Tiền. Khách qua sông vẫn chờ đợi, lên xuống từng con phà, như những ngày tháng trước đó. Tuy công việc vẫn bình thường, nhưng không khí từ lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên phà có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Họ hỏi thăm nhau, hôm nay đã đến ngày làm việc cuối trưa, sắp tới chuyển về bến phà nào công tác. Họ bùi ngùi, nhưng cũng rất vui mừng, khi bến phà sẽ được thay thế bằng cây cầu hiện đại, bà con đi lại được thuận tiện hơn. Nhưng với ông Phan Ngọc Được, người đã có thâm niên lái phà, ở đây hơn 30 năm, không khỏi hoài niệm, trống vắng. 55 tuổi, vào đợt giảm biên chế của phà Cao Lãnh, ông sẽ nghỉ hưu non, và chấm dứt công việc, đã gắn bó hơn nửa đời người. Ông thốt lên, tôi sẽ nhớ phà, nhớ anh em lắm, gắn bó bao nhiêu năm rồi. Cùng nhau đưa biết bao người qua lại, an toàn về đoàn tụ với gia đình. Ngẫm lại tôi đã gắn bó khá lâu với bến phà này. Kỷ niệm nhớ đời nhất là thời điểm cơn bão số 5, năm 1997. Bất ngờ ấp vào. Khi đó phà đang chạy giữa sông, sóng gió ầm ầm lên, phà vội tấp ngay vào bờ, mà tôi hết cả hồn. Ông Được chia sẻ. Trong ca đêm kéo dài từ 18 giờ hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau, anh Nguyễn Nhược Sơn cho hay, mình là đời thứ tư làm lái tàu. Ở phà Cao Lãnh này, từ thời ông cố anh lái phà, vào những năm 1930, rồi tới ông nội, ba anh và đến anh, với thâm niên gần 13 năm cầm lái. Sau khi phà giảm biên chế, anh Được tiếp tục cầm lái, ở bến phà Sa Đéc. Thực sự ngoài công việc, sống trong một gia đình. Có nhiều thế hệ nối nghiệp nhau, tôi tự hào lắm. Lớn lên từ nhỏ bên bến phà, thường xuyên theo ba lái phà, nên tôi dễ tiếp cận.
và nhanh chóng xử lý nhiều tình huống hơn. Có cầu mới, quê hương sẽ phát triển hơn, điều đó không chỉ riêng tôi, mà ai cũng vui mừng. Tuy tôi chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng vẫn luôn nhớ nơi đây, anh lái phà 37 tuổi Dương Dương nói. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, bến phà Cao Lãnh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khi cây cầu Cao Lãnh hiện đại đi vào hoạt động, sẽ tiếp nối sứ mệnh đó, thúc đẩy không chỉ Đồng Tháp, mà còn là động lực lớn, để đồng bằng sông Cửu Long cất cánh, vươn lên mạnh mẽ. Giá nhiều nghĩa nhưng mà anh thấy nó phức tạp quá nên không hiểu. Đưa cho em bọc giá đi. Đưa cho em bọc giá đây đi. Giá gì? Anh đâu biết đâu, trời ơi. Anh chỉ biết thì chụp hình thôi chứ anh chưa biết là thu giá nữa nè. Thu thì kỳ quá, sai. Bây giờ đưa giá này không chịu không được không? Giá này đâu phải là giá đâu. Anh tự giá này chứ nghe đổi tên rồi. Nghe đổi tên là... Phải anh tôi nghe đổi tên chạm thu giá nên anh mua giá. Con từ Việt Nam phức tạp quá. Con từ Việt Nam phức tạp quá nhỉ. Mấy ông chơi kỳ quá. Bao nhiêu năm thu phí đây chạy qua thu giá rồi. Thu giá anh giờ mới chạy xe. Anh tự thu giá anh mua giá đi. Mấy anh chơi kỳ quá nhà, mấy ông nhà chơi làm anh không em, không à, không phải cô thu giá đấy, không thu giá rồi, không thu giá này không được, rồi thế không được phải thu giá kia, thế là phải thu phí chứ đúng không? Người ta phí cầu đường lệ phí chứ ai có nói là lệ giá bao giờ không, đúng không? Nhưng mà cái này có ai nói là lệ giá, có ai nói là lệ giá đâu đúng không?